Quý vị, bản tin Hoa Kỳ nối tiếp cho biết các đám cháy rừng tại California ngày càng dữ dội vì có gió lớn. Các đám cháy rừng ở miền Nam tiểu bang California hiện là các đám cháy lớn và hạng mạnh nhất trong lịch sử của tiểu bang này. Khói bốc lên từ các đám cháy rừng này dày đặc cho tới nỗi mà các trạm phi thuyền trên không gian cũng có thể nhìn thấy được. Thời tiết bất lợi trong những ngày qua cộng với cây cối khô cằn càng khiến cho các đám cháy mạnh thêm và lan rộng thêm, nhất là vì có các đợt gió lớn thổi bùng thêm đám cháy. Tính cho tới hiện tại đã có 100.000 acres rừng bị cháy mà lực lượng cứu hỏa chỉ mới kiểm soát được một phần rất nhỏ. Các vùng ở hai hạt Los Angeles và Ventura trong tiểu bang là những nơi bị thiệt hại nhiều nhất vì các đám cháy nên người dân tại những nơi này đang rất lo lắng. Khu vực xung quanh thành phố Los Angeles đã có 260 trường học bị đóng cửa cho tới hết tuần này vì cháy rừng. Người dân trong vùng cũng được chính quyền báo động là nên hạn chế ra ngoài trời để tránh hít phải khói. Đã xảy ra nổ súng tại một trường trung học ở New Mexico. Thưa quý vị, nhà chức trách của tiểu bang New Mexico vừa thông báo vào sáng ngày 7 tháng 12 đã xảy ra một vụ nổ súng tại trường trung học Artex ở phía tây bắc của tiểu bang. Sở cảnh sát của hạt San Juan là nơi trường Artex tọa lạc cho biết đã bắt giữ được một người tình nghi có liên quan đến vụ nổ súng, nhưng không cho biết thêm chi tiết nào khác. Cũng không cho biết có ai bị thương tích gì hay không. Nhà chức trách cũng cho biết là trường học này đã bị phong tỏa và các học sinh trong trường bị di tản đi nơi khác. Cha mẹ của các học sinh của trường cũng đã được thông báo phải tới các khu chờ đợi do nhà chức trách lập sẵn nghe thông báo tin tức. Đồng thời một số trường học ở lân cận cũng đã bị đóng cửa. Kỷ niệm 76 năm ngày Nhật Bản tấn công Hoa Kỳ ở Trân Châu Cảng. Và ngày 7 tháng 12 năm nay là kỷ niệm tròn đúng 76 năm ngày Nhật Bản đưa quân tấn công vào hải cảng Trân Châu Cảng, nằm trên đảo Oahu thuộc tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, lực lượng của Nhật Bản đã tấn công phá hoại nhiều tàu bè của Hoa Kỳ đang đậu tại Trân Châu Cảng. Và cho tới giờ thì một chiến hạm mang tên USS Arizona vẫn còn bị chìm dưới biển cùng với hài cốt của một số người trong thủy thủ đoàn. Theo các tài liệu của Cục Thống kê Hoa Kỳ thì số người bị thiệt mạng khi Nhật Bản tấn công vào Trân Châu Cảng và lúc đó là 403 người, số người bị thương là 1.178 người. Tại Hoa Kỳ, ngày Trân Châu Cảng bị tấn công vẫn được ghi nhớ như là một ngày đau buồn nhục nhã. Con trai của Tổng thống Donald Trump ra điều trần trước Quốc hội về liên hệ với Nga. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 12, con trai lớn của Tổng thống Donald Trump là ông Donald Trump Jr. đã ra điều trần một lần nữa trước Ủy ban Tình báo Hạ nghị viện Hoa Kỳ để trả lời các câu hỏi về việc Nga cố tình can thiệp làm ảnh hưởng kết quả của cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ năm ngoái và về quan hệ của ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga. Tin tức cho biết con trai của ông Trump đã tới nơi điều trần vào lúc 10 giờ sáng và phiên họp kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ. Tuy nhiên thì phiên họp lại diễn ra trong vòng bảo mật không cho báo giới tham dự nên không ai nhìn thấy bóng dáng con trai của Tổng thống, cho dù các quan chức xác nhận là ông này đã tới đúng hẹn. Ủy ban Tình báo Hạ nghị viện là một trong ba ủy ban cùng một lúc được giao chức trách để điều tra các mối quan hệ của Nga đối với các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Chuyên viên điều tra đặc biệt của Bộ Tư pháp là ông Robert Mueller cũng đang dẫn đầu một cuộc điều tra về vấn đề này. Tới nay thì đã truy tố một số phụ tá của Tổng thống Donald Trump, trong đó có cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn vừa nhận tội đã khai gian với Cục Điều tra Liên bang. Ngày càng có thêm nhiều thượng nghị sĩ yêu cầu ông Franken từ chức. Đại đa số các thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ trong Quốc hội Hoa Kỳ đang yêu cầu thượng nghị sĩ Al Franken đại diện cho tiểu bang Minnesota nên từ chức sau khi bị nhiều người tố cáo đã quấy rối họ về tình dục. Ông Al Franken nguyên là một diễn viên hài trước khi trở thành dân biểu, đã bị Ủy ban Kiểm tra Đạo đức của Thượng nghị viện mở cuộc điều tra từ tháng 11 sau khi ông bị bà Lian Twenden, là một người điều khiển chương trình truyền thanh, tố cáo đã bị ông Franken sơ mó và quấy rối khi đi trình diễn vào năm 2006. Ông Franken đã xin lỗi về việc mình đã làm với bà Twenden, nhưng tiếp đó là có thêm nhiều phụ nữ khác đứng ra tố cáo ông. Và vụ tố cáo tai hại nhất được hãng tin Politico đưa ra cho biết vào 2 năm trước khi đắc cử làm thượng nghị sĩ, ông Franken đã từng cưỡng ép hôn một nữ phụ tá trong ban vận động tranh cử của ông. Ông Franken đã phủ nhận lời tố cáo của người phụ tá này, nhưng các thượng nghị sĩ đồng đảng không chấp nhận mà đòi ông từ chức. Theo dự đoán, ông Franken có thể sẽ công bố từ chức trong ngày mai. Lúc đó, thống đốc tiểu bang Minnesota sẽ cử người tạm thay thế cho tới khi có bầu được người mới.
Công ty Google thắng vụ kiện kỳ thị giới tính. Thưa quý vị, hồi tháng 9 vừa rồi có 3 nữ nhân viên đã thôi việc ở công ty Google, đưa đơn kiện đại diện cho các nữ nhân viên kiện công ty Google vì kỳ thị giới tính, thể hiện có việc trả lương cho nữ ít hơn nam. Chỉ giao cho phụ nữ làm các công việc trả lương thấp và ít khi thăng chức cho nữ nhân viên. Trong tuần này, thì một tòa án ở tiểu bang California đã xử vụ kiện kỳ thị này và bãi bỏ đơn kiện vì cho rằng các yêu cầu của nguyên cáo nêu ra quá bao quát. Luật sư của phía nguyên cáo cho biết sau đây sẽ bổ túc thêm chi tiết chứng minh rõ là công ty Google đã vi phạm luật lệ của tiểu bang California quy định phải trả lương công bằng. Phía công ty Google thì khẳng định rằng theo các bản phân tích riêng của công ty thì không hề có phân biệt về tiền lương giữa nam và nữ nhân viên làm việc tại công ty Google. Công ty General Electric đã cắt 12.000 công ăn việc làm. Công ty General Electric vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn dù đang cố gắng xoay chuyển tình thế. Vào ngày 7 tháng 12, General Electric cho biết sẽ cắt thêm 12.000 việc làm trong lĩnh vực điện lực bao gồm các nhà máy sản xuất các turbines và máy phát điện lớn. Sắp tới, General Electric còn có kế hoạch bán các nhà máy sản xuất bóng đèn và nhà máy trong lĩnh vực hỏa xa. Nội trong năm nay, giá cổ phiếu của General Electric đã giảm đi 44%, nên giám đốc điều hành của General Electric là ông John Flanagan đang tìm mọi cách cắt giảm chi phí giúp công ty phục hồi lại thế lực. Vào vài tuần trước, công ty General Electric cũng đã cắt tiền lời cổ phiếu xuống còn một phần nữa. Từ thời kỳ đại khủng hoảng vào những năm 1930 cho tới nay, thì đây mới là lần thứ hai mà General Electric phải giảm giá tiền lời cổ phiếu đến như vậy. Biểu tình tại trụ sở Quốc hội ủng hộ người di dân. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 12, hàng ngàn người đã tham gia cuộc biểu tình có tên gọi là bảo vệ các gia đình di dân ở ngay trước trụ sở Quốc hội tại thủ đô Washington DC để tỏ thái độ trước các chính sách mới dành cho người di dân mà chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi xướng. Khoảng 200 người biểu tình đã bị cảnh sát bắt vì ngồi trên các bậc thềm của trụ sở Quốc hội mà không xin phép đúng thủ tục. Hồi tháng 9 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã quyết định chấm dứt chương trình DACA, cho phép những người tới Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn nhỏ tuổi được lưu trú có thời hạn. Tổng thống yêu cầu Quốc hội trong 6 tháng phải tìm biện pháp giải quyết cho tương lai của khoảng 800.000 người thuộc diện DACA, có nghĩa là số phận của họ trong năm mới bấp bênh chưa rõ ra sao. Tổng thống cũng đặt thời hạn chấm dứt chương trình TPS đang đảm bảo cho khoảng 300.000 người từ một số nước được lưu lại Hoa Kỳ có thời hạn vì quê nhà của họ đang gặp hoàn cảnh khó khăn khiến họ không thể quay về được. Dân biểu tiểu bang Colorado đã bị bắt ngay tại phi trường. Bà Lori Sen là dân biểu thuộc hàng cao cấp nhất của đảng Cộng hòa trong Quốc hội tiểu bang Colorado nhưng lại mới bị cảnh sát bắt vào ngày 6 tháng 12 vì phạm pháp. Theo tài liệu được cảnh sát thành phố Denver cung cấp, thì bà Lori Sen bị bắt vào ngày 5 tháng 12 vì đã mang một khẩu súng ngắn vào trong phi trường quốc tế Denver và trong khẩu súng có nạp sẵn 4 viên đạn. Bà Lori Sen đã bị đưa ra tòa nhưng đứng khuất sau một bức tường và có luật sư đến đại diện. Một chuyên viên luật pháp cho biết có rất nhiều người thường đạn trí đem súng theo lý của mình khi tới phi trường mà quên mất. Cho tới khi có người thấy được nên những người như bà Lori Sen có thể được giảm tội hoặc được tha hoàn toàn nếu chứng minh được họ không hề biết để đem theo súng. Cảnh sát Denver cũng cho biết họ thường hay tịch thu súng của hành khách mang theo khi tới phi trường và tổng cộng đã tịch thu được 90 khẩu súng nội trong năm ngoái. Tính chung trên toàn quốc thì số súng tịch thu tại các phi trường chỉ trong tuần lễ cuối cùng của tháng 11 là 57 khẩu súng và ngoài ra còn có lựu đạn và súng điện. Và sau đây là bản tin thị trường chứng khoán. Kính quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa đã có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones ký ngày hôm nay tăng 53.25 điểm, ngừng lại mức 24.192.49 điểm. Chỉ số Nasdaq ngày hôm nay tăng 37.07 điểm, ngừng lại mức 6.813.47 điểm. Chỉ số S&P 500 ngày hôm nay tăng 6.40 điểm, ngừng lại mức 2.635.64 điểm và phân lời cùng cổ phiếu 10 năm là 2.33%. Giá dầu thô trong ngày hôm nay là 56 đồng 65 sen, đã tăng 1.23 sen trong một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.247.40 sen trong một ounce, đã giảm đi 1.48 sen trong một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào ngày hôm nay là 36.340.000 đồng một lượng, bán ra là 36.410.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô la ngày hôm nay đổi được 22.750 đồng tiền Việt Nam.
Thưa quý vị, phần tin thị trường chứng khoán đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối trong ngày hôm nay. Kiều Trâm và Hoàng Quân cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức News sáng nay.